Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây ha, Thịnh đang cầm một chiếc Vivo Y11 anh em. Đó, của một anh khách quen, anh gửi qua cho Thịnh với cái tình trạng anh muốn phá cái mật khẩu ra. Lý do phá mật khẩu là máy anh xài, anh nghĩ chắc anh đưa cho con trẻ đồ chơi rồi nọ, rồi bé nó đặt mật khẩu xong nó quên ha. Vivo mã Y1906 anh em xem ha, phiên bản hệ điều hành Android 11. Thì hôm nay tại sao Thịnh làm video clip này Thịnh nói với anh em, bởi vì thật sự cái công tác mà phá mật khẩu cho những dòng máy Android hiện nay nó đã rất là phức tạp, nó không giống ngày xưa nữa ha. Nếu anh em nào cách đây khoảng 3 4 năm về trước mà Thịnh làm video này chắc anh em sẽ nói ôi ông này ba cái này bấm dễ ợt, rồi cũng bày đặt đăng lên này nọ rồi kiếm tiền rồi kiếm chét rồi ha. Nhưng mà bây giờ nó không phải như ngày xưa. Ngày xưa Android chúng ta bị dính mật khẩu từ Samsung hay là Oppo bất cứ gì khoảng từ 4 đến 5 năm về trước, chúng ta rất đơn giản, chúng ta bấm cái tổ hợp phím, chúng ta vô recovery chúng ta chọn wipe, nó chúng nó xóa trắng đặt lại hết dữ liệu, xóa trắng hết dữ liệu và đặt lại thì nó sẽ vô bên trong được. Nhưng ngày nay thì không còn như vậy nữa, khi những phiên bản Android nó ngày càng cập nhật và nó ngày càng bảo mật hơn. Cái việc mà mở khóa những cái thiết bị Android hiện giờ Thịnh không dám khẳng định bất kỳ máy nào cũng mở được nữa. Nó và nó không như ngày xưa. Giống như cái con Vivo 11 này, anh em nghĩ mà để mà bên Thịnh phá được cái tài khoản này ra cho anh khách này, anh em biết ha, cực kỳ phức tạp luôn. Thịnh mất tầm khoảng một ngày, tại vì đó Thịnh phải nghiên cứu, bởi vì mỗi một cái máy bây giờ nó mở một cách khác nhau. Cái máy này để mở khóa được cái mật khẩu màn hình đó, mình phải mở máy ra luôn, chứ mình không sử dụng bằng phần mềm không được. Phải mở máy ra để chích vào cái điểm gọi là checkpoint, có nghĩa là cái điểm để thông mạch khi mà chúng ta kết hợp chúng ta chạy cái tool, là chúng ta phải chích vào cái điểm đó ở trên mạch nữa thì nó mới chạy được cái tool đó mà mới phá ra được ha. Và cái việc mà chạy tool là bản thân bên Thịnh cũng phải mua tool, cũng phải tốn tiền, chứ không phải là đơn giản để mà bấm không mà không không tốn một cái chi phí đầu tư nào. Đó là hình chia sẻ với anh em như vậy. Vậy thì anh em ở vị trí người dùng, anh em cần lưu ý gì với cái việc mà máy bây giờ nó bảo mật nó khó mở như vậy? Thì chúng ta phải để ý cái việc mà khi chúng ta set up mật khẩu đó, chúng ta set up mật khẩu mở khóa màn hình thì nó chúng ta phải ráng ghi nhớ ha. Chúng ta có đưa máy cho ai mượn thì chúng ta cũng phải để ý cái điểm đó. Khi chúng ta set up mật khẩu mở khóa nó luôn có những cái gọi là cái biện pháp mà dự phòng đó. Ví dụ như hình vẽ, ví dụ như mật khẩu số thì chúng ta ráng nhớ lại ha. Còn nếu mà máy chúng ta mua chính hãng, rõ ràng nguồn gốc đó, anh em còn giữ được biên nhận hóa đơn rồi chứng tỏ được là máy này anh em mua chính chủ từ đầu, anh em mang ra trung tâm bảo hành chính hãng, với những cái giấy tờ đó anh em sẽ được hỗ trợ mở khóa miễn phí. Còn cái trường hợp mà chúng ta không có được những cái giấy tờ chứng minh như vậy, hoặc chúng ta mua sang tay hay vì một cái hoàn cảnh nào đó, thì bắt buộc chúng ta phải tìm đến những cái dịch vụ mà mở khóa giống như Hình vừa nói đây, Hình vừa làm cho anh khách này. Rồi ok, hy vọng trên đây những cái thông tin Hình chia sẻ về cái công tác mà mở khóa màn hình cho những dòng máy Vivo hiện nay nó không còn như trước nữa, và Hình không khẳng định 100% máy nào cũng mở được. Bây giờ máy nào anh em muốn hỏi về mở khóa là Hình phải tiếp nhận luôn. Đó, và Thịnh phải tiến hành Thịnh làm và nghiên cứu tùy từng cái máy, tùy từng thời điểm nó ở phiên bản nào, và tùy từng thời điểm Android ở phiên bản đó nó đang cập nhật cái gói bảo mật nó lên tới cái mức nào ha, mình mới đưa ra được cái phương án xử lý và cái hướng để mình báo với anh em biết. Rồi ok, hy vọng trên đây Thịnh đã cho anh em những cái kiến thức cần thiết. Nếu anh em ở vị trí người dùng, anh em quên cái mật khẩu mở khóa màn hình, anh em biết cần phải làm những gì ha. Rồi ok, bye bye anh em. Nếu anh em có nhu cầu thắc mắc nào cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh nha. Thông tin Thịnh sẽ để ở bên dưới. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.